Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy Maru Yanma MB320. Con này nó có cái bê tông là 38 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh nó là 32cc. Với tình trạng máy rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp, dây giật zin nha, còn rất là đẹp luôn, dây zin rất là đẹp, thùng xăng rất là đẹp, này bình xăng, bình chứa xăng các bạn, rất là đẹp luôn, các bạn quan sát, sơ mi của nó cực kỳ đẹp luôn. Cái này hàng Nhật bãi đã qua sử dụng nha các bạn, nhưng mà tình trạng còn rất là đẹp luôn. Này, những dòng này là chánh tông hàng Nhật 100% nha các bạn. Các đời máy này là không có hàng nhái, đặc biệt là không có hàng nhái nha các bạn. Như dòng Maru Yanma mình thường giới thiệu, nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính không có lỗ thông hơi nha. Nó có một cái lỗ thông hơi riêng đây các bạn. Này, lỗ thông hơi riêng. Nó chạy một cái chế quạt khí tự động nha các bạn. Chế quạt khí này nó có lợi thế là nó rất là bền sơ mi các bạn. Tăng độ bền của máy lên rất là cạo luôn và không ăn xăng. Do cái mức xăng nó đã định sẵn, do nhà chế tạo nó định nha các bạn. Bình xăng còn rất là đẹp các bạn. Dây ga zin các bạn nhìn xem. Zin hết toàn bộ 100% nha các bạn. Zin từng chi tiết một luôn. Tất cả các dòng Maru của mình nè. Nó đều có miếng giòn này nha các bạn, miếng giòn bình xăng, miếng giòn phíp trung gian nó đều có cái miếng lòi ra vậy. Các bạn nhìn xem zin, zin giòn rất là đã luôn, không phải mà đây là không phải lỗi kỹ thuật đâu nha các bạn. Nhìn xem có miếng giòn, thấy không, nó lòi ra vậy đó các bạn, miếng giòn màu xanh rất là đã luôn. Đợi này cái e nó bằng sắt rất là bền các bạn, e bằng sắt rất là bền. Chế quạt khí quanh rồ nghe các bạn, chế quạt khí quanh rồ của Nhật chánh tông các bạn. Xúc kết nối dây công tắc đây các bạn. Này bằng đồng nha các bạn, đồng thao. Rất là đẹp luôn. Đồng thao rất là đẹp luôn. Đây nó có nấm chỉnh xăng, chỉnh tốc độ thấp để mình tìm cho ra. Mình mới bắt đầu mình dặn lên cho dư xăng nha các bạn. Bắt đầu mình dặn xuống từ từ tới chừng nào mình thấy cái ganh ti mà mình chạy mình thấy nó sắp sửa tắt đó, thì mình nhớ trả ra một tí, thì đó là một cái điểm chạy ganh ti rất là ngon, chạy tặc hoài không tắt và rất là ít ăn xăng các bạn. Nó kết hợp cây này nha và cây này, hai cây này kết hợp với nhau để tìm ra một cái tốc độ cầm chừng cho thích hợp các bạn, rất là ngon luôn. Máy mình toàn đồ zin hết các bạn, 100% luôn, từng chi tiết một đều là đồ zin hết. Đây, các bạn nhìn xem, made in Japan trong lốc luôn các bạn, made in Japan trong lốc.
logo Maru Yamaha luôn ha, rất là đã luôn. Made in Sa Văn. Lỗ thông hơi đây các bạn, lỗ thông hơi riêng, chế quả khí quanh rồ, chế quả khí tự động nha các bạn. Cái dòng Maru này, cái đường xăng xuống này nó hay bị cụp vô vậy, tại nhà chế tạo nó làm vậy nha các bạn. Đặc trưng của nó không phải nó cong vô đâu, tự nó vậy các bạn, tự nó zin từ máy Nhật bãi đó, cái đường trả xăng về nè, cụp vô vậy ha. Cũng đôi khi cũng có cái nó ngay xuống, nhưng mà có cái mình thấy đa số là nó cong vô vậy đó. Không phải do sữa nha, zin nó vậy đó các bạn. Đẹp luôn, xúc kết nối dây công tắc mà. Đặc biệt dòng này tum rời nha các bạn, tum rời rất là đẹp luôn. Bạn nhìn xem tên của nó nè, Maru Yamaha MB320 nha, 320 bê tông 38 ly, 32cc, bê tông rất là to các bạn, 38 ly. Nó chưa to nhất nhưng mà nó cũng thuộc dạng to rồi các bạn. Bô hai mảnh ghép nha, vệ sinh rất là dễ, tiếng nổ rất là đanh. Tiếng nổ đại đa số nó phụ thuộc vào cái bô rất là lớn nha các bạn, giống như xe Honda của mình, giống như xe máy của mình vậy đó. Tiếng nổ nó phụ thuộc vào cái bô rất là lớn luôn. Nhà thiết kế nó thiết kế cái tiếng nổ làm sao là cái bô nó nổ vậy đó các bạn. Rất là đẹp luôn. Đặc biệt ở đây nha các bạn, nó sở hữu một cái dây đeo. Dây đeo này cũng hiếm thấy các bạn, sở hữu một cái dây đeo rất là hiếm thấy, mới toanh luôn. Thun nha, khúc dưới này thun nè các bạn, thun nè. Thun cái móc nè các bạn, nhìn xem cái móc nè, móc nó buông ra rồi mình không thấy dấu luôn các bạn. Rất là đã luôn. Đây, dây thun nha. Và cái đệm dây này các bạn, đệm dây cực kỳ đã luôn ha. Nguyên máy mình kết được một cọng dây đeo quá đẹp luôn. Máy thì bình thường, máy thì của mình máy đẹp như vậy là bình thường. Đối với mình thì máy lúc nào nó cũng với tình trạng từ cỡ này đổ lên thôi. Mà có dây đeo này lâu lâu mới gặp lần nha các bạn. Dây đeo này, các bạn nhìn xem này. Nó làm rất là khéo léo các bạn, Nhật không có gì chê trách được hết các bạn. Làm từ cọng dây đeo coi cũng đã. Các bạn thấy không? Chi tiết thật là sắc sảo luôn các bạn. Đệm dai rất là êm. Thêm hệ thống nhúng thun nè các bạn. Các bạn nhìn xem nha. Kéo mạnh nó giãn nha. Rất là đã luôn. Cùm zin của nó nè các bạn. Zin. Tay nắm rất là êm. Tay gà dữ nha các bạn. Tay gà dữ rất là nhẹ. Tay ga dữ này mình có thể mình nhóm cái con ốc này ra thì nó rất là nhẹ các bạn, đá rất là dễ luôn. Có thể các bạn lấy cái miếng lồng đền que ở đây nha, ở đây nó có lồng đền que nè, mình lấy ra thì nó sẽ tự búng luôn các bạn, tự búng luôn. Mình lên mình buông xuống là tự búng róc róc. Nếu mà các bạn nào mà thích độ chế thì hãy lồng vào đây một cái lò xo nha các bạn, lồng vào đây, đây chỗ này nó thun nè,
mình sẽ lồng vào đây một cái lò xo thì nó tự động nó trả về róc 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 luôn nha các bạn. Thì mình biến một tay ga giữ này thành một cái tay ga đá rất là đã luôn, phát nó cũng lên ga hùn 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 và nó trả về giống như tay ga bóp vậy các bạn. Đây, có công tắc nha, công tắc thiết kế nó tích hợp lên tay cầm luôn các bạn, rất tiện sử dụng. Này, láp nữa nè, nguyên bản nó luôn. MB320 các bạn, Maru Nhân Mang MB320. À, con khám phá hả, con khám phá cái dây đeo hả, đẹp không, dây đeo đẹp không, vàng á. Ồ, màu vàng, con thấy dây đeo đẹp không? Quá. Vô cho ông nội ghi hình. Đây. MB320 đây. Nhật bãi thì tình trạng này bình thường các bạn. Nó chắc chồng lên nhau rồi nó rút ra, nó bị tuột da các bạn. Còn vậy là cũng rất là may rồi. Trắng cỏ, cỏ xin của Maru luôn các bạn. Đây. Ở bãi nó đã gắn sẵn, nó nguyên zin một cái lưỡi cắt này các bạn, lưỡi cắt răng nha. Nhật nó làm, mình không biết nó làm sao mà nó cắt cái lưỡi này rất là nhiều các bạn, nó gắn lưỡi này rất là nhiều. Lưỡi này có đặc biệt có cái là khoát thì rất là chậm, nhưng mà nó có cái ưu điểm là nó không có văng đá nha các bạn. Văng đá và ở đầu này nè, me còn nguyên gần như 100%. Để mình quay áp vòng có nào sức me mất không, nguyên 100% luôn các bạn, không còn nguyên me hết, không có mất một cái nào hết mà còn khá bén nữa các bạn, chứng tỏ là cái máy nó sử dụng rất là ít luôn các bạn. Đây, chống dính cỏ nè, thích cháy luôn ha. Maru Dân Ma Cùi Châu các bạn, Cùi Châu rất dữ, đây lỗ chốt đó nè các bạn, này dưới này có chống mài mòn nha các bạn, chống mài mòn nó giữ bảo vệ con ốc nè, có dòng ngoài nè, chống mài mòn, đây chống dính cỏ, chống dính cỏ, chống mài mòn đầy đủ các bạn. Mình một nông dân nha, mình nói thật, mình là một nông dân mà sở hữu được cái máy nó vừa ý thì mình đi làm việc mình thấy nó thích lắm các bạn. Đầy đủ, cùi rất là to luôn các bạn, rất là to, cùi rất là to luôn. Dẫn 300 đi lại trước đi. Dẫn 300 lại trước đi để nói chuyện nè. Để ông nội test máy nè. Làm thì yên lặng đi. Yên lặng. Rồi, mình sẽ gáp cái chụp bô này vô các bạn. Gáp vô cái chụp bô vô thấy nó đẹp hay không ạ? Rồi để mình test thử máy cho các bạn xem nha. Rất là dữ luôn.
Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e, mà giờ này nó lên xăng thẳng rồi các bạn. Hơi 38 ly, hơi rất là dữ các bạn. Mạnh, mạnh mẽ vô cùng. Kéo e lên cái coi. Rất là mạnh các bạn, rất ti, rất là đã, tực 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 hoài không tắt nha. Rồi, cái video mình test cái máy Maru Yamaha MB320 chạy chế hòa khí tự động đến đây là tạm dừng nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.